tự nguyện theo dõi thì các anh chị bạn có thể nhấn cái nút đăng ký và hình cái chuông để có video mới thì các anh chị bạn xem sớm hơn. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Sài Gòn hôm nay là chủ nhật cuối tuần rảnh rỗi thì em mời các anh chị và các bạn cùng chúng ta cùng đi một vòng về những cái địa điểm xưa, vùng đất cổ Đa Cao, nơi đó có cây cầu sắt Bùi Hữu Nghĩa. Thì ngày xưa hình ra hay gọi là cầu sắt Đa Cao Bùi Hữu Nghĩa đó. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Đinh Tiên Hoàng. Đinh Tiên Hoàng bên tay trái chúng ta có một cái dãy nhà ngày xưa chắc là cái viện nghiên cứu gì đó. Còn bên tay phải thì là đài truyền hình HTV7, đài truyền hình thành phố, và nơi đây có cái trường đại học. Thì chúng ta sẽ đi đến cây cầu sắt đó, thì chúng ta sẽ đi đường Đinh Tiên Hoàng và đi qua cái trục đường Phan Thanh Giản ngày xưa, bây giờ là đường Điện Biên Phủ. Ngày xưa trên đường Phan Thanh Giản thì có cầu Phan Thanh Giản, ngày nay đó là cầu Điện Biên Phủ. Nơi đó có cái trụ mà hôm bữa em không biết nó là cái trụ gì, thì nghe những chia sẻ, những cái bình luận của cô chú anh chị thì em mới biết đó là cây cầu ở cái trụ giảm áp lực nước, giảm áp lực của các cây nước, của bồn nước. Nhân đây em xuống xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là thật tình và hữu ích của các anh chị và các bạn. Có những công trình mà có lẽ các thế hệ trẻ Sài Gòn ít người biết, và thông qua đó, thông qua những cái comment chia sẻ của cô chú anh chị thì giúp cho các bạn trẻ xem, nếu mà có xem những cái video này thì sẽ hiểu được rõ hơn về những hình ảnh của Sài Gòn xưa một thời. Chuyến xe buýt ở Sài Gòn nè, tới những cái trạm này, những cái trạm này là trạm cũ thôi, những cái trạm mới thì có ghế ngồi, ghế chờ luôn, có cái thông báo tuyến xe đến và giờ luôn, rất là rõ ràng. Vùng đất Đa Cao này rất là xưa cổ. Bên tay phải chúng ta có một cái dãy nhà ngày xưa có lẽ đó là rạp hát, mà bây giờ phía sau những cái dãy nhà cấp 4 và đổ nát này là cái sân vận động, sân vận động Hoa Lư. Thông qua những cái hình ảnh về đường phố Sài Gòn này thì em chợt nghĩ ra một cái loại hình dịch vụ để giúp các anh chị và các bạn khi mà chúng ta có dịp đi đến những cái cung đường này hoặc là những cái địa điểm này thì mình sẽ có được những cái thông tin về nhà nghỉ, khách sạn, nhà cho thuê hoặc là nhà bán. Sắp tới đây em sẽ làm những cái nội dung như vậy để các anh chị bạn có những cái thông tin mà chúng ta sẽ rõ hơn khi mà tìm hiểu đến cái những cái địa chỉ, những cái con đường, những cái địa danh này ha. Hy vọng là cô chú anh chị và các bạn ủng hộ. Đường Đinh Tiên Hoàng này, khúc này thì có cái đường Nguyễn Thành Ý, cũng gắn liền với kỷ niệm của anh Phan nè. Cho nên em cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình anh Phan nha.
và tất cả cô chú anh chị ở xa xa xứ mà luôn quan tâm đến Sài Gòn. Bên tay trái chúng ta có trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, và kế bên đó là cái đường Nguyễn Thành Ý. Rồi bên tay phải thì có cái quán chả giò cua biển, nhưng mà em chưa có dịp ăn. Nghe lời chia sẻ giới thiệu của cô chú Giao, nghe nói ở đây rất là ngon, chính hiệu không chi nhánh, chả giò cua biển 94. Bên tay phải mình trước mặt chúng ta đó là đường Phan Thanh Giản ngày xưa, và đi tới chút nữa thì bên tay phải mình có cái đường Bùi Hữu Nghĩa, là sẽ quẹo phải đi qua cái cầu đó ha. Bên tay trái có công ty bán về những cái thiết bị dụng cụ y tế nè, nơi chỗ công ty anh Sơn làm việc, Nam Việt, anh Sơn Nam Việt ở Long An, công ty Tiến Thành Amaron. Rồi bên tay phải chúng ta có đường Nguyễn Văn Giai, cái ngã ba ở đây. Rồi, chúng ta sẽ quẹo phải nha. Mình đi một vòng cái con đường này để đi nhìn lại cái cây cầu. Nơi đây có cái chung cư, chung cư cũ nè. Ở đây là chung cư, có lẽ là chung cư Nguyễn Văn Giai hả, hay là chung cư Đa Cao. Ở đây không có để tên 67 Nguyễn Văn Giai. Con đường này thì rất là ngắn, chỉ vài căn nhà thôi, và phía trước chúng ta đó là cây cầu cầu Đa Cao, cầu Đa Cao Bùi Hữu Nghĩa, cầu sắt ngày xưa là cây cầu sắt, nhưng mà ngày nay thì đã xây dựng lại cây cầu mới rồi ha. Trước khi chúng ta lên cầu thì mình cùng dòm ngó lại những hình ảnh về những cái cung đường này, về những ngôi nhà ở đây. Ở đây nhà rất là lớn, mà nhà cổ thì cũng nhiều. Đây là giao lộ Mai Thị Lựu, ở nơi đây có ngôi chùa, chùa Ngọc Hoàng, hay gọi là chùa Obama đó. Đây chùa Ngọc Hoàng, mình đi qua đây chút xíu nè là sẽ đến. Ở dưới chân cầu thì cũng có bán những cái đồ cũ, sắt, rồi vít, ốc vít rồi. Cái bờ kè, bờ kè kênh Nhiêu Lộc. Cây cầu sắt năm xưa thì bây giờ thay đổi rất là nhiều ha. Bên tay phải chúng ta nó là cầu Thị Nghè. Với cây cầu Đa Cao này thì cái vùng đất này rất là xưa, và khi qua cây cầu này chúng ta đã đến cái ranh giới của khu vực quận Bình Thạnh, và một bên là quận Nhất, một bên là quận Bình Thạnh. Chúng ta thấy những hình ảnh trái ngược với cái lúc nãy chúng ta chưa lên cầu ha. Ở đây thì bán rất là nhiều phụ tùng xe máy, xe đạp. Ngày xưa khi mà thời xe đạp còn thịnh hành á, thì khu này toàn là xe đạp không. Nhà cửa ta thấy ở đây đa số là nhà cấp 4 rồi, có một số nhà cấp 3. Cấp 4 gọi là, ở nếu mà ở Sài Gòn, nhà cấp 4 là những ngôi nhà mà không có lầu,
những cái gác đúc tạm bợ, gác tạm bợ chứ không có đúc bê tông cốt thép, gọi là nhà cấp 4. Còn nhà cấp 2 á, nhà cấp 3 thì nhà có những gác đúc, gác giả và có kiên cố. Rồi cấp cấp 2 thì lớn hơn, nhà lớn hơn và những cái kiên cố hơn. Cấp 1 là những cái biệt thự. Đó, theo em hiểu là như vậy ha. Nếu không đúng các anh chị các bạn cho em xin cái comment nha. Tại vì em không có chuyên ngành bất động sản. Nhìn chung ở khu vực này thì nhà cửa không có rộng lắm, nhà cũng hẹp thôi. Mình nhìn hai bên đường cũng thấy nhà cũng rất là lụp xụp. Sài Gòn bây giờ là hơn 11 giờ. Đường này chúng ta thấy cái đặc trưng của con đường này là xe máy và xe đạp, những phụ tùng sửa xe rất là nhiều. Nếu các anh chị các bạn có quan tâm đến vấn đề xe cộ thì đó này, một hàng xe cũ luôn nè. Thì chúng ta đi đến con đường này để có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Phía trước chúng ta đó là cái nhà thờ, đó là trường tiểu học, cái bên trường tiểu học Lam Sơn. Ngày xưa ở dưới quê, hồi lúc còn nhỏ em có lên đây một lần để đi vô cái trường Lam Sơn này thi vi tính. Hồi đó mười mấy tuổi thôi. Kế bên có cái nhà thờ nhưng mà không biết tên gì. Nhà thờ Gia Định. Đây là nhà thờ Gia Định. Và con đường này chúng ta tiếp tục, đó là con đường Bùi Hữu Nghĩa. Bùi Hữu Nghĩa, con đường này đi đến cái chợ chợ Bà Chiểu. Hôm bữa chúng ta có đi bộ một đoạn đó, hôm nay mình có dịp đi lại cái đoạn này tiếp tục để các anh chị các bạn có thể thấy rõ hơn về cái hình ảnh của Sài Gòn. Thì chợ Bà Chiểu cũng tương đối đông đúc. Theo những cái chợ khác thì giờ này là giờ dẹp chợ rồi, nhưng mà chợ Bà Chiểu giờ này cũng rất là đông. Đó, các anh chị thấy rất là tấp nập. Không biết ngày xưa có cô chú anh chị nào đã từng đi coi chợ này chưa ha? Nếu có những kỷ niệm gì em xin cái comment nha. Hôm bữa có mấy anh chị chia sẻ những cái quán ăn ở trong chợ này rất là hấp dẫn, xôi rồi bánh mì rồi hủ tiếu rồi rất là nhiều. Nhưng mà khu vực này thì buổi tối em ít có dịp đi đến đây, nhưng mà hẹn các anh chị và các bạn những cái dịp khác có dịp chúng ta sẽ đến đây và thưởng thức. Rồi hôm đó em chia sẻ với các anh chị các bạn xem chơi nha. Rồi hành trình đi qua cái cầu Đa Cao, cầu cổ Sài Gòn, cầu cổ ở cái vùng đất Đa Cao này, cầu sắt ngày xưa, gửi đến các anh chị và các bạn. Nhân đây em cũng xin chúc anh chị bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Để tùy quyền theo dõi thì các anh chị bạn có thể nhấn cái nút đăng ký và hình cái chuông để khi có video mới thì các anh chị bạn xem sớm hơn. Đó, bên kia là bên phải chúng ta đó là, trước mặt chúng ta đó là cái chung cư.
và bên tay trái thì có cái trường Hồ Ngọc Cẩn năm xưa đó, bây giờ đó là trường Nguyễn Đình Chiểu. Rồi, chúng ta sẽ tạm dừng cái video tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhìn ngõ là một số hình ảnh ở khu vực trường Hồ Ngọc Cẩn năm xưa. Hồ Ngọc Cẩn là một cái vị tướng thời Việt Nam Cộng Hòa. Thì chỉ có những cái cô chú ngày xưa thì mới hiểu được, mới biết được cái tên của những cái địa danh này. Tại vì sau đó thì những địa danh này được thay đổi hết rồi. Trước cổng trường chúng ta đây có chú xích lô nghỉ trưa nè, và đối diện trường có những cái dãy nhà cổ. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và bạn trong những video tiếp theo nha.